Cô thân mến chào đón các con quay trở lại khóa học Tiếng Việt lớp 3 của trang web olm.vn. Cô trò chúng mình sẽ đến với bài giảng cuối cùng trong chuỗi video bài học Mưa. Các con thực hành luyện viết đoạn và vận dụng. Đầu tiên, luyện viết đoạn. Chúng mình sẽ quan sát tranh để nói nội dung từng tranh trong bốn bức tranh đã được đánh số thứ tự từ 1 đến 4 này. Ví dụ, ở bức tranh số 1 trong bóng nói có lời của thầy giáo. Các em chọn cảnh để vẽ nhé. Chúng mình có nội dung của bức tranh số 1. Tranh số 1 vẽ một giờ học vẽ ở ngoài trời của các bạn học sinh. Thầy giáo nhắc các bạn hãy quan sát và chọn cảnh mình thích nhất để vẽ. Tương tự, còn hãy nói nội dung của ba bức tranh còn lại. Chúng ta có lần lượt. Bức tranh số 2. Vẽ các bạn nhỏ đang say mê vẽ tranh. Các bạn nhỏ ngồi dưới những gốc cây và say mê vẽ những bức tranh của mình. Dưới một gốc cây, một bạn nữ đã vẽ xong bức tranh về mặt trời. Một bạn nữ khác thì vẽ tranh bông hoa đỏ thắm. Ở một gốc cây gần đó, lại có một bạn nam rất chăm chú với bức vẽ của mình. Tiếp theo trong bức tranh số 3 Cả lớp đang vẽ thì trời đổ mưa Các bạn vội vàng gọi nhau tìm chỗ chú Trong bóng nói chúng mình thấy bạn nữ gọi Nhanh lên, sắp mưa to thật rồi Cuối cùng ở bức tranh số 4 Bạn nữ nghĩ bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa Nội dung của bức tranh này là bức tranh của các bạn rất đặc biệt Vì bạn nào cũng vẽ cảnh vật trong mưa có bông hoa nở trong mưa, chiếc lá trong mưa và cả chú chim đứng trú mưa dưới tán lá nữa. Chúng mình vừa được nói về hoạt động của một tiết học vẽ của các bạn nhỏ trong mưa. Tiếp theo, dựa vào sơ đồ bên dưới, hãy nói về hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia. Để nói về một hoạt động ngoài trời mà em đã chứng kiến hoặc tham gia, sơ đồ của chúng ta có 3 ý. Đầu tiên, giới thiệu về hoạt động Tiếp theo, nêu diễn biến của hoạt động và cuối cùng, nêu nhận xét về hoạt động. Trong phần thứ nhất, giới thiệu về hoạt động. Em nêu ra đó là hoạt động gì? Có thể là tập thể dục, thi đấu thể thao, biểu diễn văn nghệ hay là giờ học tại vườn trường. Hoạt động đó diễn ra ở đâu, khi nào, có những ai tham gia? Sau khi giới thiệu về hoạt động, chúng mình nêu diễn biến của hoạt động, xem việc gì diễn ra đầu tiên, những việc gì diễn ra tiếp theo và hoạt động kết thúc như thế nào. Cuối cùng sẽ nêu nhận xét về hoạt động. Có thể trả lời lần lượt các câu hỏi trong sơ đồ này để có thể nói về một hoạt động ngoài trời mà em đã chứng kiến hoặc tham gia. Em hãy sắp xếp các câu trả lời sau vào phần tương ứng nhé. Dựa vào những bức tranh mà chúng mình đã nói nội dung và bốn bức tranh đó thì các bạn có thể nói về hoạt động ngoài trời mà em đã chứng kiến hoặc tham gia ví dụ giới thiệu về hoạt động tớ sẽ kể về giờ học ngoài trời của lớp mình giờ học vẽ ở ngay trên sân trường và cả lớp tham gia đông đủ sau khi giới thiệu nêu diễn biến của hoạt động đầu tiên thầy giáo nhắc cả lớp chọn cảnh mình thích nhất để vẽ sau đó các bạn bắt tay vào vẽ tranh bạn thì vẽ mặt trời bạn thì vẽ bông hoa nhưng cả lớp đang vẽ thì trời mưa thế là các bạn gọi nhau chạy vào lớp cuối cùng ai cũng vẽ được một bức tranh về cảnh vật trong mưa và sau khi nêu diễn biến hoạt động bài nói nêu nhận xét về hoạt động giờ học vẽ thật vui cả lớp ai cũng muốn có thêm những giờ học ngoài trời như thế sau khi đã dựa vào sơ đồ để nói về một hoạt động ngoài trời mà em được chứng kiến hoặc tham gia Chúng mình sẽ thực hiện nhiệm vụ viết. Và khi viết sẽ không viết về toàn bộ hoạt động. Chúng mình viết đoạn văn kể lại diễn biến của hoạt động ngoài trời mà dựa vào những điều em đã nói ở bài tập số 2. Khi viết chúng mình chú ý kể lại diễn biến của hoạt động chính là ý B của sơ đồ. Em sẽ viết một đoạn văn khoảng 3 đến 4 câu để kể lại diễn biến của hoạt động. Có thể dùng các từ như là đầu tiên tiếp theo cuối cùng để nói về diễn biến của hoạt động ví dụ hãy cùng tham khảo với một đoạn văn thứ nhất nhân dịp kỷ niệm ngày sinh của bác hồ trường tổ chức cho chúng em đi thăm lăng bác sáng hôm ấy ai cũng có mặt ở trường từ rất sớm đầu tiên điểm danh xong thì tất cả cùng lên xe và di chuyển đến lăng bác đến nơi mỗi lớp được xếp thành hai hàng ngay ngắn ở khu vực trước cửa lăng sau đó lần lượt từng lớp được vào để viếng bác và tham quan lăng. Chúng em được nghe cô hướng dẫn viên giới thiệu rất kỹ về lăng bác và về bác Hồ. Chuyến thăm lăng bác của trường em kết thúc vào buổi trưa. Ai cũng đều rất thích thú và hào hứng khi được đến thăm lăng bác. Đoạn văn này kể về diễn biến của hoạt động nào? Đúng rồi, đoạn văn kể về diễn biến của hoạt động đi thăm lăng bác hoặc chúng mình cũng có thể tham khảo một đoạn văn khác hãy cùng lắng nghe em rất thích hoạt động thể dục giữa giờ vào sáng thứ tư hàng tuần ở trường em đầu tiên khi nghe hiệu lệnh chống tập trung học sinh các lớp kéo nhau ra sân và xếp hàng ngay ngắn sau khi ổn định hàng ngũ cô tổng phụ trách sẽ mở một đoạn nhạc và chúng em bắt đầu tập theo bạn nào cũng rất tập trung nghe tiếng nhạc để tập cho đúng và đều kết thúc bài tập cả trường cùng hô khẩu hiệu rồi giải tán mọi người lại tiếp tục với giờ ra chơi của mình như thế em có thể kể lại diễn biến của một hoạt động ngoài trời mà em đã cùng tham gia cùng với các bạn cùng với trường và lớp của mình để thực hiện nhiệm vụ của phần viết đoạn văn này cô hy vọng rằng các bạn sẽ thực hành thật tốt nhé video bài giảng tới nội dung này cũng xin phép kết thúc cô chân thành cảm ơn các con đã chú ý theo dõi hẹn gặp lại các con trong những bài giảng tiếp theo trên trang web olm vn nhé